Xin chào anh em yêu cờ Ở trong làng cờ độ ngày xưa của thành phố Hồ Chí Minh Là nơi ngọa hổ tàng long Cao thủ thì đầy dẫy Những trận cờ độ nảy lửa lên tới cả lượng vàng không hề thiếu Có rất nhiều tay cờ độ giang hồ khét tiếng Trong đó cần phải kể đến nhóm Càn khôn tam ác Gồm có Lê Thiên Vị, Lê Nhị Trí và Thiên Tài Trần Quế Lão Đại Lê Thiên Vị nổi danh với việc đánh hay nhưng giả dạng trí thức để lấy tiền thiên hạ. Sau này, anh đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thành phố. Lão nhị Lê Nhật Trí nổi tiếng với khả năng chọn lựa đối thủ, biết mình biết người, trăm trận không bại. Về sau, thiên tài Trần Quế tức lắc chạy 11 năm vô địch liên tục gia nhập nhóm. Tất nhiên, trước khi nhập hội anh cũng phải trải qua hàng chục ván cờ độ cùng với hai sư huynh của mình đúng là cơ tướng khiến con người ta gần nhau hơn vì thế ba đại cao thủ đã quyết định học theo lưu quan trương kết nghĩa vườn đào coi nhau như là thủ túc và biệt danh càn khôn tam ác ra đời từ đấy chắc hẳn mọi người thắc mắc rằng có trận cờ nào hay giữa các cao thủ trong nhóm hay không thể theo nguyện vọng đó Hoàng Thông xin giới thiệu tới các bạn một trận đấu rất hay với khai cuộc trung pháo quá hà C đối bình phong mã tả mã bàn hà chứ danh. Trận này có những màn điều quân vô cùng bá đạo đạt tới nghệ thuật cực cao của cờ tướng Giang Hồ chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Mời các bạn cùng bước vào trận đấu. Trong trận đấu Giang Hồ khét tiếng này, Lê Thiên Vị được quyền tiên thủ sử dụng thủ pháp trung pháo để tấn công ngay. Chân cuối bình tĩnh, lao ma lên, bảo vệ trung binh Lê Thiên Vị phát triển lộ mã cánh phải để chuẩn bị ra xe. Đối phó lại, chân cuối thúc binh lộ bảy, ý định ép theo thế trận bình phòng mã hiện đại. Lê Thiên Vị xuất động lột xe đầu tiên, chân cuối cũng ra xe bảo vệ chiến pháo. Lê Thiên Vị tấn công ngay, anh gấp rút đưa xe của Hà. Về phần chân cuối, anh quá bình tĩnh thi triển bình phong mã để đối phó lê thiên vị thúc binh lộ bảy vẫn là những nước đi quá chuẩn theo các kỳ thư trần quế áp dụng thủ pháp tả mã bàn hà chứ danh lê thiên vị cũng không vội tấn công anh bình tĩnh phát triển lộ mã trần quế cũng chẳng vội vàng thúc binh lộ bảy anh nhẹ nhàng phi tượng lên làm giày trung lộ tùy theo đối thủ ra đoàn từ đó đưa ra cách ứng phó sao cho hợp nhất. Xin nhắc lại một chút, ngày nay bên đỏ thường phân pháo ra đường biên, tạo ra thế trận ngũ cửu pháo tấn công cả trung lộ và đường biên. Mặt khác lại tiện đường ra xe lộ 9. Tuy nhiên, Lê Thiên Vị áp dụng phương án pháo 8 tấn 1. Anh em thấy phương án này quen thuộc chứ? Ý đồ dùng pháo giữ tốt ba để mục đích điều C bắt mã của đối thủ. Chân cuối phản đòn ngay, bước đầu anh đưa tốt bảy vượt sông, dùng mã đổi xe. Sau khi Lê Thiên Vị chạy xe vào truy kích quân mã, chân cuối có hai cách, đó là ăn tốt xuống, bắt lại mã của đối phương và phương án số 2 đó là dùng mã ăn tốt dọa bắt pháo đầu. Với phương án dùng tốt ăn xuống, nhìn thì hổ báo vậy kỳ thực lại rất yếu vì bên đỏ có thủ pháp thoái mã về lộ 1 dùng mã bảo vệ quân tượng lúc này mã đen bị truy kích bên đen vẫn có cách phản đòn hay đó là pháo 8 bình 7 ý đồ phế trước đoạt sau vì bên đỏ có ăn mã đen có thủ pháp C8 tân 8 bắt lại quân mã đồng thời phục chiêu pháo lội xuống tịnh đáy tuy nhiên nếu ở hình cờ trước, bên đỏ cứ bình tĩnh, không vội dùng xe ăn mã mà hoành xe lộ chín lên bảo vệ quân mã lầu 1 thì kỳ thực mã đen vô cùng khó chạy vì đen có tuần là xe để giữ mã đỏ nhẹ nhàng xe chín bình 4 dùng hai quân để bắt mã bên đỏ bắt hơn quân bên đen mất quân và thu cờ xem đến đây một số anh em sẽ đề xuất tội gì phải tuần là xe cơ chứ tôi mà cầm đen cứ lao ma qua lộ 8 vẫn được mà đúng là có thể lao ma qua nhưng đỏ sẽ dùng pháo bắt tốt qua sông tương lai điều pháo qua lộ 2 để đuổi xe khi đó các quân của đen còn đang dẫm chân nhau còn bên đỏ các quân ở vị trí đẹp chiếm ưu thế là điều đương nhiên do đó ở trong thực chiến ván đấu này Chuân cuối không thể ăn tốt xuống anh dùng phương án dùng mã ăn tốt lại dọa bắt vào pháo đầu là nước cờ mạnh nhất và hợp lý nhất cấp thiết phải đi ngay lê thiên vị chạy pháo ra lộ 6 chân cuối phóng pháo qua để mời đấu quân phương án này anh em thấy quen chưa giống y chang như là vương gia lương gặp hồ vinh hoa năm nào tất nhiên lê thiên vị không dạy gì mà đấu quân anh phi tượng lên làm giày trung lộ Chuẩn cuối y như là Vương Gia Lương năm xưa Thăng pháo tuần hà Chuẩn bị chuyển sang lộ 7 Công kích và lộ mã của đối thủ Lê Thiên Vị đầu thu kém Anh phi mã lên bàn hà Chuẩn bị lao sang phần sân đối phương Tìm cách công kích Đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước Chân cuối chuyển làn pháo Vẫn là những nước đi khá quen thuộc Hình cờ khai cuộc tới đây Giống y chang trận đấu giữa Hồ Vinh Hoa và Vương Gia Lương năm xưa. Nếu các bạn nhớ trận đó thì biết rằng Hồ Vinh Hoa cầm đỏ tung ra thủ pháp xuất xe còn bên đen Vương Gia Lương lên sĩ ý chỉ là phòng thủ trước sau đó mới tìm hướng để tấn công. Đợi cho đỏ chạy pháo mở mặt xe đen có nước phế mã kinh hoàng ăn thẳng vô tượng ngũ đỏ ăn tượng lên đen điều pháo qua biên để tấn công tuyến đáy sau này tung đoàn pháo trầm đáy thế công siêu mạnh từ đó tạo ra trận cờ cực phẩm nếu anh em thích hôm nào mình sẽ phân tích lại trận cờ đó còn trong trận đấu ngày nay lê thiên vị đã nghiên cứu trận cờ năm xưa đổi chiêu bằng nước cờ rất mạnh tấn xe xuống khóa mắt tượng đây là một đòn quá mạnh của bên đỏ nó chứa đựng nhiều cảm bẫy để gài bên đen với ý đồ chuẩn bị lăng mác qua lộ 4 để bắt tượng tâm tiếp đó nhảy mát xuống lộ 3, phối hợp với xe đến cục và bắt xe của bên đen. Quả thực, nếu chân cuối vội vàng, bằng đòn, phế má và tượng tâm, đỏ bình tĩnh, ăn tượng lên. Đen chạy pháo qua biên để phục đoàn cắm xuống đáy. Đỏ không ngại, làm má qua lộ 4, dọa bắt tượng ngũ. Nếu đen có tuần pháo chiếu, đỏ sẵn sàng phế má bằng đòn thoái tượng. Lúc này đây, bên đen không dám ăn mã vì mất tượng ngũ sẽ dễ vơ cờ Mặt khác Nếu bên đen đỡ sai bằng nước cờ Thăng xe lên bảo vệ tượng tâm Đỏ có đoàn cực hay Lăng má qua lộ 6 Dọa chiếu ngoài tàu Cái hay của bên đỏ đang có xe ở kiểu Nó sẽ hộ công cho con mã Ê rằng Bên đen bị thất thế nặng nề Vậy thì các bạn sẽ hỏi Có cách nào để đỡ được chiêu này có đỏ hay không Tất nhiên là có Các bạn ạ à. Đó là đen sẽ lên sĩ và sẵn sàng phế tượng tâm. Nếu như bên đỏ sai lầm, dùng mã ăn tượng, đen lại có tuyệt chiêu, đóng pháo vào chiếu, bạn ma ngay. Tuy nhiên, bên đỏ trong hình này vẫn có cách tấn công hay, đó là phóng pháo qua, dùng pháo bắt tượng tâm. Nhìn chung, nếu đen vội vàng phế mã vào tượng, tạo ra trận cờ đối công với vô vàn cạm bẫy, chỉ một chút sai là thua ngay bên đỏ vẫn có phần chủ động hơn. Ở trong trận đấu này, Trần Quế không hề vội vàng, anh Lê Sĩ phòng thủ trước, Lê Thiên Vị phóng pháo qua, tập trung toàn lực đánh vào tường tâm một đoàn quá mạnh. Trần Cưới thoái tượng về phòng thủ sân nhà, Lê Thiên Vị vòng mã qua lộ 4, ý đồ nhảy qua lộ 6 để chiếu ngoại tàu trong tương lai. Thiên tài Trần Quế với khả năng chung cuộc thân giàu và sẵn sàng mở cờ không hề lo lắng xuất xe đuổi pháo ngay chân cuối khi đánh với các đối thủ khác anh ta luôn có cái uy khiến đối thủ có phần để sợ nước cờ xuất xe đuổi pháo kỳ thực là một nước yếu nhưng lại khiến lê thiên vị có phần e rẻ nếu bình tĩnh hơn anh có thể phế pháo bằng đoàn lăng ma qua lục sáu dọa chiếu ngoại tàu thì sao ở trong hình cờ này liệu rằng bên đen có thể tham mà dùng xe ăn pháo được hay chăng? Bên đen mà ăn pháo, đỏ lăng mắt chiếu, buộc đen phải xuất tướng, đỏ thoái xe về kết hợp với pháo để đánh cục, buộc bên đen phải lên tướng, đỏ xuất đoàn chiếu tướng, đen phải lên sĩ, si, đỏ ăn pháo chiếu, cơ hồ đen không thể vào tướng được vì xe đỏ thân chiếu là sát cục ngay, buộc bên đen phải áp dụng phương án về sĩ, si, đỏ tiếp tục đưa xe chiếu đen lại phải lên sĩ giờ đây đỏ bình xe qua lộ 2 dùng pháo chiếu tướng và làm ngay em bên đỏ sẽ thắng lớn tuy nhiên một số anh em sẽ đưa ra giả thiết lúc nãy đen không ăn pháo mà tấn xe lên thì vẫn có thể đỡ được kỳ thực đỏ vẫn có đoàn hay đó là xuất xe bảo vệ pháo tương lai bình pháo ra biên và sẵn sàng phế xe lộ 8 khi đó đỏ kết hợp C pháo mã và quân pháo lộ 9 tổng công kích đen dễ dính đoàn và khả năng thu cao qua phân tích ở trên có thể thấy rằng Lê Thiên Vị đã bỏ qua một cơ hội đáng kể ở trong thực chiến anh lựa chọn phương án khá an toàn đó là ra C bảo vệ pháo rồi mới phục đoàn lăng ma qua lụ 6 với thiên tư trời ban chân cuối biết rằng đây chính là cao trào của trận đấu Nếu không ra đòn E là không kịp mất Anh suy nghĩ rất lâu Lấy hết can đảm Tung ra tuyệt chiêu Kamezotoko Dùng mã đạp tượng Cực kỳ uy mãnh Đứng trước những đòn đánh quá mạnh Từ thiên tài cờ tướng phương Nam Khiến càn khôn nhất ác Lê Thiên Vị có phần choáng váng Tuy nhiên Với bản lĩnh của cao thủ hàng đầu anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng an tượng lên diệt mã và chấp nhận bị đối phương tấn công. Chỉ đợi có thế, chân cuối phóng pháo qua biên để chuẩn bị tấn công đường đáy. Lê Thiên Vị nhận thấy nguy hiểm, anh lên sĩ để phòng thủ trước, nước đi rất chủ động, mục tiêu xuất tướng trong tương lai. Chân cuối phóng pháo trầm đáy, ngay lập tức Lê Thiên Vị xuất tướng. Trong đánh cờ, đôi khi phải có sự hy sinh nhỏ để đạt được mục đích lớn. Trần Quế tung tuyệt chiêu tấn tốt xuống. Nhìn bề ngoài, chúng ta cảm tưởng rằng đây là một nước hớ của thiên tài vì nó lại nằm đúng vào mồm của quân mã. Có lẽ tất cả ai cầm đỏ đều hiểu rằng quân tốt này cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại nó đang đánh trực diện vào mã lộ ba của bên đỏ. Quân mã này đóng vai trò phòng thủ. Mục đích chính của bên đen sẽ là lộn pháo vào mã sau khi đỏ ăn pháo qua thì tấn tốt xuống, tạo thành C pháo tốt để công thành. Tình thế đã là ép e buộc, Lê Thiên Vị dù muốn hay không muốn cũng phải diệt tốt này ngay. Người ta thường nói với tôi rằng, ở đời không có bữa ăn nào là miễn phí, miếng phô mai có sẵn thì chắc chắn nó đang nằm trong bơi chuột. Áp dụng trong tình huống này đúng là như vậy, thấy đối thủ xa lưới chân cuối tấn xe chiếu sau khi lê thiên vị thượng tướng anh tung đoàn thoái xe về bắt mã lại dùng pháo bắt xe đúng là tinh diệu tuyệt lân tất nhiên lê thiên vị không thể bỏ xe rồi anh tấn xe có hà để tìm đường chạy chân cuối nhẹ nhàng ăn ngay em mã lại âm thầm phục đoàn pháo lộn xuống mã tiếp tục bắt hơn quân lê thiên vị cũng đâu phải giảm vừa chạy xe qua cô quân của đối thủ, đồng thời dọa bắt tượng đáy. Về phần chân cuối, anh nhẹ nhàng lên tượng, gia cố phòng tuyến của mình. Nhìn về hình cờ, Lê Thiên Vị rất khó đi quân. C lộ 3, rời đi thì mất mã. Mà C và pháo lộ 8 lại đang bị đối thủ vây giáp. Nhìn chung, quá khó đi. Bởi vậy, anh đành lòng xuống tướng Chân cuối điều C vào chiếu. Sau khi đối phương lên sĩ, anh chạy xe vào lộ 4, dọa bắt quân pháo phòng thủ. Đây là nước cờ rất sâu. Thoáng nhìn chúng ta thấy rằng bên đen đang cười chói cho xe và pháo của bên đỏ. Kỳ thực, nước này rất sâu, mà phải vài nước nữa chúng ta mới thấy tinh hoa của nó. Để chống đỡ đò này, buộc Lê Thiên Vị phải lên xi. Si. Trần Quế tiếp tục chạy xe qua và ban mã. Kỳ thực, anh đang âm thầm điều pháo vào chiều tướng và bắt chết quân C đáy Đúng là tuyệt diệu anh em ha. Rõ ràng quá khó cho Lê Thiên Vị. Anh mà chạy xe, đối thủ dùng pháo diệt mã, lại dọa đánh đòn song tiên. Ê là cũng thua mà thôi. Ở trong tình thế bị ép buộc, anh chỉ còn cách phế C và pháo. Đối thủ biếu C không ăn có phải quá phí chăng Chân cuối nhẹ nhàng ăn tượng lên. Lê Thiên Vị lao tượng lên lộ ba ý đồ dùng pháo bảo vệ mã. Trần Quế tính rằng mình tham dùng xe ăn tượng, xe mắc kẹt ở đó không có gì là lợi lộc vì họ sẽ dùng xe ăn tốt và tấn công vào mã lộ 3 của ta. Vậy nên trong thực chiến anh bình tĩnh chạy xe qua lộ 8 đúng là không vì lợi nhỏ mà bỏ qua nghĩa lớn là cái trí của bậc đại tài. Lê Thiên Vị phản đoàn ăn tốt ngay và tấn công vào lô mã. Chân cuối tấn xe chiếu. Sau khi đối thủ lên tướng, anh lại vòng xe qua và đuổi pháo. Rõ ràng, anh biết rằng mình sẽ bị mất mã. Mà sao không tìm cách chạy mã cơ chứ? Vì anh hoàn toàn có thể dùng xe chiếu tướng. Sau đó chạy mã cũng ổn mà. Đúng là tư duy của thiên tài và người tưởng khác nhau chính ở chỗ đó. Nhưng tất cả đều có sự tính toán rồi. Bởi vì sau khi Lê Thiên Vị ăn mã, Trần Quới điều pháo sang và đuổi xe, nước cờ quá hay. Nếu Lê Thiên Vị chơi xe, anh có thể nhẹ nhàng lên tượng, chia cắt xe pháo cũng có thể tìm cách bắt lại pháo. Nhưng bản chất, mục đích chính của nước cờ điều pháo sang chính là dễ dàng phối hợp với xe lộ 4 và xe lộ 2 để công thành. Quả là quá hay dính phải những đoàn sấm sét từ đối thủ lê thiên vị chỉ biết căng mình mà chống đỡ anh điều phó ra để phòng thủ chân cuối tung đoàn thoái phao chiếu lê thiên vị không thể nào xuống tướng bởi vì xe đang chở ở đó anh đành lòng về sĩ chân cuối tung xe chiếu sau khi thiên vị lên sĩ chân cuối thoái xe về chiếu ép buộc lê thiên vị phải xuống tướng trần cuối giờ nhẹ nhàng đấu xe đợi cho lê thiên vị ăn pháo lên trần cuối bắt hơn quân pháo ở giai đoạn vừa qua thiên tài trần cuối với những nước điều quân ảo tung trảo khiến người xem man nhãn kỳ thực lực cờ của anh vô cùng cao cách đánh bay bổng luôn khiến đối thủ trở tay không kịp anh em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh nhé lúc này đây pháo của lê thiên vị đang bị đuổi anh gấp rút chạy qua đường biên chân cuối thoái xe về tiến hà ý đồ vô mặt chiều tướng sau đó tấn xe xuống quản lý hàng tốt lê thiên vị lao ma qua lộ 2 chân cuối đưa xe chiều tướng thiên vị vào tướng chân cuối chạy pháo qua để hỏi cục buộc thiên vị phải chống si lên chân cuối tấn xe xuống để quản lý hàng tốt do đây là cờ giang hồ tinh thần chiến đấu rất cao thiên vị chưa vội buông cờ ăn tốt biên cái đá chân quế ăn tốt và chiếu sau khi đối phương liên sĩ Trần quế quá chắc nhẹ nhàng thoái tượng về thiên vị thúc tốt biên lên chân quế thoái xe bắt tượng và tiếp tục bắt tốt lê thiên vị đưa tốt qua sông chân quế nhanh chóng ăn tượng tiếp đó Trần quế xe bắt nốt tốt nhận thấy không thể cứu vãn lê thiên vị chấp nhận buông cờ mà chịu thua anh em thấy trận này hay không nếu hay thì nhớ like nhé xin chào và hẹn gặp lại